Chào bạn, tôi là Mai Tình Yêu. Tôi là một chuyên gia tư vấn về tình yêu và mối quan hệ. Thông qua các hệ thống sản phẩm của mình và các khóa học, tôi đã giúp cho hơn 15.000 phụ nữ có được tình yêu và một mối quan hệ hạnh phúc. Tôi rất nhớ một khách hàng tên là Thảo ở Thái Nguyên. Chị ấy là một doanh nhân vô cùng dễ mến, là một người thành đạt, sở hữu hàng trăm hecta đồi chè. Chị ấy nói với tôi là trong công việc thì chị ấy luôn được mọi người quý mến và chị ấy là một người vô cùng thành công. Nhưng không hiểu sao, cứ bước chân vào câu chuyện mối quan hệ và chuyện tình cảm thì chị ấy lại cảm thấy mình không biết cách, cảm thấy mình vô cùng bế tắc. Và bây giờ đã gần 40 tuổi nhưng chị ấy chưa thể tìm được ý chung nhân và thậm chí chưa thể nhìn thấy một người đàn ông nào có thể sánh vai đi cùng chị. Câu chuyện của chị Thảo là một câu chuyện vô cùng phổ biến trong hơn 15.000 khách hàng của tôi. Và nếu như tôi nói với bạn, có một phương pháp có thể giúp bạn nhận diện được một người đàn ông phù hợp với bạn và quyến rũ được anh ấy, thì bạn có muốn thử hay không? Đó là lý do mà tôi tạo ra khóa học này. Nó sẽ khác với tất cả các khóa học về tình cảm mà bạn từng biết. Nó sẽ khác với những câu chuyện mẹ kể cho con gái. Nó sẽ khác với những tạp chí hay là những quyển sách khuyên về mối quan hệ ở ngoài kia. Nó sẽ khiến cho bạn sốc. Và thậm chí có người sẽ phải bật khóc. Hãy tin tôi đi. Trong khóa học nghệ thuật quyến rũ bạn đời, tôi sẽ giúp bạn biết được thế nào là người bạn trai có thể đi cùng bạn lâu dài, các phương pháp quyến rũ và giữ chân anh ấy, cách thức giao tiếp với anh ấy, cách để bạn luôn tự tin trong mọi tình huống. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hãy đăng ký ngay để sở hữu những bí kíp quyến rũ tuyệt vời này và tôi rất vui được đồng hành với bạn trong khóa học.